Lúc đó, Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn được thuật lại nghĩa này, mà nói bài kệ rằng, pháp luân Như Lai không chỗ chuyển, ba đại không khởi cũng không đắc. Ví như văn tự không hết được, pháp luân thập lực cũng như vậy. Như Lai chuyển bánh xe pháp không chỗ chuyển, tất cả đều đang chuyển bánh xe pháp. Hữu tình chúng sinh thì có nơi hữu tình chuyển bánh xe pháp, vô tình chúng sinh thì có nơi vô tình chuyển bánh xe pháp. Cây cỏ vô tình, cánh lá lớn lên, đường hoa kết trái, cũng đang ở đó chuyển bánh xe pháp. Trong hoa đùa nở, xanh tươi tốt đẹp, đó là chuyển bánh xe pháp của hoa. Cỏ xanh mơn mởn tươi tốt, đó là chuyển bánh xe pháp của cỏ. Tất cả sinh sinh diệt diệt biến hóa vô cùng, đều đang chuyển bánh xe pháp ở đó. Nhưng đó là vô công dụng đạo để chuyển bánh xe pháp, không chỗ chuyển mà đều chuyển, vô lượng chuyển mà không chỗ chuyển. Đó là cảnh giới không làm mà làm mà không làm, đó là chuyển bánh xe pháp ba đời, viên dụng vô ngại, kết quả không khởi cũng không đắc. Ví như văn tự chẳng có khi nào cùng tận, và chuyển bánh xe pháp cũng chẳng có khi nào cùng tận. Như chữ vào khắp